Let's go. Và đó là cách iPhone 12 mini ra đời. Vậy thì chiếc điện thoại này có gì đặc biệt thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video thì mình muốn chia sẻ với anh em một chút. Đó chính là hiện tại Cellphonet đang bán chiếc iPhone 12 mini này với đầy đủ màu sắc luôn. Đã thế lại còn có mức giá vô cùng là hợp lý, chỉ từ 19 triệu đồng. Thế nên là mình sẽ để đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphonet để anh em biết thêm thông tin chi tiết nhé. Đây là hộp của iPhone 12. Còn nếu mà chúng ta bóp cái hộp này nhỏ hơn một tí thì chúng ta sẽ có iPhone 12 mini. Và đây trên bàn mình đang có chiếc iPhone 12 mini. Đây thì đây là một cái phiên bản gọi là mini, thu gọn lại của chiếc iPhone 12 này. Vậy thì bên trong cái chiếc hộp này chúng ta sẽ có gì? Cái chiếc điện thoại này nó sẽ có gì? Bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Đó, thì đây xin... Ui, nó bé quá. Ui. Anh em thấy không? Khi mà mình mở hộp ra thì mình thấy rằng là cái chiếc điện thoại này nó lọt thỏm vào trong tay mình luôn ý. Wow, được đấy. Rồi, ngoài ra thì ở bên trong hộp này thì chúng ta cũng sẽ có cho mình đấy là cái cáp Lightning. Chúng ta sẽ có cho mình đấy là những cái giấy tờ này, dễ sử dụng này. Và cả sticker. Ôi, kiểu sticker ấy là dính dễ sử dụng, bé hơn ấy. Ừ, nó bé hơn đúng không? Bé hơn rồi này. Kể cả giấy tờ thì nó cũng bé hơn nhá. Thì có lẽ là do là cái việc đóng gói chiếc hộp của chiếc iPhone 12 ấy, nó sẽ to hơn với cả phiên bản iPhone 12 mini, nên chúng ta sẽ có những cái giấy tờ bên trong nó cũng sẽ nhỏ hơn để nó vừa với cái hộp này ấy. Và ngoài ra thì trong hộp này của chúng ta vẫn sẽ có một cái tính năng mới của dòng iPhone 12, đó chính là chúng ta sẽ không có củ sạc để bảo vệ môi trường. Rồi, và đó là những cái gì ở bên trong cái hộp. Vậy thì chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ có những cái gì? Đầu tiên anh em phải kể đến là đây là một cái chiếc điện thoại nó có một cái kích thước vô cùng là nhỏ, nó kiểu bé tí xíu ấy. Thì lâu lắm rồi chúng ta mới có một cái chiếc điện thoại nó nhỏ được như thế này. Thì cái kích thước màn hình của nó sẽ là 5,4 inch và anh em có thể thấy là nó hoàn toàn thể cầm vừa tay mình luôn. Và đây, tay mình nó sẽ như này và chiếc điện thoại nó như thế này. Và thực sự đối với cả một cái chiếc điện thoại nó có một cái màn hình nó nhỏ gọn này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một tay một cách rất là bình thường như thế này. Đấy, anh em thấy không? Tay mình có thể trên dưới thoải mái này. Và đây là cái cảm giác khi mà chúng ta sử dụng chiếc iPhone 12 Pro Max. Kiểu tay mình mỗi khi mình muốn vuốt lên ấy, thì mình phải di chuyển cái ngón tay sau để có thể kiểu đập được ngón tay mình lên ấy. Thì cảm giác của mình khá là khó chịu khi dùng những cái điện thoại nó to như thế này. Thì đây là chiếc điện thoại iPhone 12 khi mà đặt cạnh iPhone 12 mini. Nó phải nói là rằng là nó kiểu bé hơn rất là nhiều so với chiếc iPhone 12 và thậm chí là nó sẽ nằm vừa vào cái màn hình của chiếc iPhone 12 như này luôn. Và để anh em có thể so sánh hơn gọi là phiên bản to nhất và phiên bản bé nhất của năm nay thì đây là iPhone 12 Pro Max. Anh em nhìn nó đúng kiểu đây là bố con luôn này. Đó, và mặt sau của nó sẽ nhìn như thế này. Ôi anh em ơi, kiểu màu xanh của nó ấy, nó không đúng như quảng cáo anh em ạ. Kiểu nhìn nó bị xấu ấy. Và ở đây thì mình cũng có một cái phiên bản gọi là phiên bản vintage hơn một chút của dòng iPhone, đó chính là chiếc iPhone 4. Thì đây chính là cái chiếc điện thoại mà nó có cái ý tưởng thiết kế của dòng iPhone 12 năm nay. Thì anh em có thể thấy chúng ta đều có viền vuông. Và với cái kích thước nó nhỏ gọn này thì mình cảm thấy rằng là đối với chiếc điện thoại này nó giống iPhone 4 hồi trước ấy, nó chỉ to hơn một chút thôi đây. Và cái cảm giác cầm nắm của mình đối với cả chiếc iPhone 12 mini này thì mình thấy rằng là đối với cả một cái chiếc điện thoại viền vuông như này, với cái kích thước như này thì thực sự nó cầm khá là thoải mái, không cấn tay, mặc dù nhiều người nói rằng là cái viền của chiếc điện thoại này có thể gọi là gọt táo các thứ. Tuy nhiên thì đây, mình cảm giác cầm khá là thoải mái, vuốt các thứ rất là thoải mái, những cái thao tác của mình làm rất là ok luôn. Còn đối với cả chiếc iPhone 12 Pro Max ấy, đây, nó to và nó vuông, thế nên là nó mới tạo ra được cho chúng ta cái cảm giác gọi là cầm nắm nó bị cấn tay. Còn đối với cả những cái phần thiết kế còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có được những cái thiết kế giống như iPhone 12. Chúng ta vẫn sẽ có nút này, nút nguồn này, y hệt nhau này, nút tăng giảm âm lượng này, cái cần gạt volume này, camera này. Nói chung là hai chiếc điện thoại này nó giống nhau, gọi đấy là giống y hệt nhau ấy, nhưng là chỉ khác nhau mỗi phần kích thước thôi. Và để nói về phần cấu hình cũng như là công nghệ trên chiếc iPhone 12 mini này thì nó chả khác gì so với cả chiếc iPhone 12. Chúng ta vẫn sẽ có con chip đó chính là A14 Bionic cực kỳ là mạnh mẽ này. Chúng ta sẽ có cái cụm cảm biến hai camera là 12 megapixel này. Chúng ta sẽ có MagSafe này. Đấy, nói chung là giống y hệt nhau, chả khác gì. Tuy nhiên ý, vì cấu hình năm nay của iPhone 12 series nó rất là mạnh, nhưng mà nó để gói gọn lại trong một cái chiếc điện thoại nó nhỏ con như này, thì chúng ta vẫn sẽ phải đánh đổi một thứ, đó chính là về pin.
Thì cái thời lượng pin của cái chiếc điện thoại này nó sẽ là 2227 mAh, mình nhớ là như thế. Thì cái thời lượng pin này mình phải nói rằng là nó khá là hẹo ấy. Năm 2020 rồi, một cái chiếc điện thoại smartphone mà nó chưa chạm tới gọi là 3000 mAh, mà đặc biệt đây là iPhone. Mà anh em biết rồi thì pin của iPhone là một cái thứ mà khá là nổi tiếng về cái vấn đề gọi là bị yếu sinh lý. Và qua những cái bài test của những review nước ngoài thì họ đã nói rằng đối với cả chiếc iPhone 12 mini này, nó có một cái thời gian sử dụng pin ấy nó không được quá ở lâu. Thì mình sẽ hẹn anh em ở một cái bài test pin của chiếc iPhone 12 mini này trong tương lai để chúng ta biết rõ hơn về thời lượng pin chiếc điện thoại này. Và mình cũng nghĩ rằng là vì cái vấn đề về pin cũng là một trong những cái vấn đề mà khiến cho chiếc iPhone 12 mini này khi mà nó về Việt Nam nó bị bỏ rơi như thế. Thì anh em biết rồi, chúng ta cần một cái chiếc điện thoại mà có thể có một khoảng thời gian sử dụng gọi là một ngày đi. Tại vì là chúng ta luôn luôn bận bịu khi mà đi làm này, đi học các thứ, nhưng mà với một cái thời lượng pin nó nhỏ như này thì rất nhiều người e ngại cái việc là họ đang phải kiểu đi làm giữa chừng xong rồi phải đi sạc pin trong ngày ấy, rất là vất vả. Tuy nhiên thì nãy giờ team mình cũng với là anh Duy Thẩm, khi mà chúng mình trên tay cái chiếc điện thoại này thì nó lại có một cái vấn đề, đấy là cái vấn đề về loạn cảm ứng. Thì qua những cái bài báo mình đọc được ở trong khoảng thời gian gần đây thì nó nói rằng đối với chiếc iPhone 12 mini này nó có một cái lỗi, đấy chính là lỗi loạn cảm ứng ở trên màn hình khóa. Và khi mà chúng mình vừa mở cái chiếc máy này ra thì nó đã có cái lỗi này rồi. Thì không biết là đây là cái lỗi do phần cứng hay là phần mềm. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là đối với cả iPhone 12 series năm nay thì nó mới ra mắt mà nó có quá nhiều lỗi rồi, thì mình nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề liên quan đến việc gọi là sản xuất. Thì anh em biết rồi, năm nay là một cái năm khá là khó khăn ý, thế nên là Apple thậm chí cũng đã delay cái dòng iPhone 12 này để có thể cho ra mắt chúng ta trong khoảng thời gian này. Thì mình nghĩ rằng đây là cái điều mà khiến cho những cái chiếc iPhone 12 năm nay nó cũng khá là nhiều lỗi ý. Thì mình mong rằng là Apple họ sẽ sửa được những cái lỗi này trong tương lai. Và đó là màn mở hộp chiếc iPhone 12 mini của mình. Và mình nghĩ rằng đối với cả chiếc điện thoại này thì đây là một cái chiếc điện thoại có kích thước nhỏ gọn, nó phù hợp với những cái con người nào mà sử dụng điện thoại một tay giống như mình. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có được những cái công nghệ, những cái cấu hình cực kỳ khủng của dòng iPhone 12 năm nay với một mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên chúng ta vẫn sẽ phải đánh đổi về thời lượng pin, thế nên là đây có lẽ là cái điểm trừ lớn nhất trên cái chiếc điện thoại này. Vậy thì không biết anh em nghĩ sao về chiếc iPhone 12 mini thì anh em hãy để bình luận ở dưới phần comment nhé. Nhớ like, share video và đừng quên subscribe cho anh em TV. Và trước khi kết thúc video thì mình xin lưu ý anh em rằng là hiện tại anh em TV đã có mặt trên TikTok, anh em News và anh em TV. Thế nên là anh em cũng nhớ follow TikTok của anh em TV nhé. Và bây giờ thì tạm biệt anh em.